Hello, xin chào tất cả anh em và mọi người nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình em ơi. Thì ok anh em ạ. Thì hôm nay lại vào phân tích cầu kèo TDTC này em nhá. Cùng với đấy thì hôm nay cũng muốn lên video clip để mà chia sẻ đến với tất cả anh em và mọi người cách phân tích cầu kèo TDTC chuẩn xác và uy tín nhất hiện nay để cho anh em gọi là tham khảo anh em nhá. Cùng với đấy thì các con vợ sẽ chờ đợi xem là ngày hôm nay thì mình phân tích và mình sẽ lụm được bao nhiêu mét ở trên tựa game TDTC này, xem là nó có thật sự gọi là ok và gọi là uy tín không. Thì anh em và mọi người cùng chờ đợi cùng mình em nhé. Ok anh em ơi, tiếng đầu tiên thì mình đánh cái 3,5 mét này thì các con vợ cùng chờ đợi xem nào. Tiếng đầu tiên này mình có được gọi là IA cờ bú không anh em nhé. Còn thật sự là mình chơi con này thì mình chơi rất là lâu rồi anh em ạ. Cho nên để mà nói cái kinh nghiệm hay là cái kiến thức của mình về cái độ bắt cầu kèo TDTC này là mình rất là tự tin luôn. Thì đây hôm nay gọi là chiến đấu thì anh em sẽ chờ đợi xem là ngày hôm nay thì sẽ chiến đấu được bao nhiêu mét anh em nhé. Ui ôi ba ba, ngon cơm ngay đúng không anh em ơi. Tiếng đầu thì vẫn cứ phải gọi là bú anh em ạ, vẫn cứ phải gọi là ok. Tầm cầu, tầm kèo, cầu kèo này thì anh em có thể tính cho mình. TDTC là một trong những con cầu mà nó cái xu hướng nó khá là dài và đẹp hiện nay. Cùng với đấy thì cái vấn đề mà nạp rút thì cũng rất là nhanh. Cho nên để mà mình chơi là mình chiến đấu thì mình cứ tự tin bắt theo cầu thôi là cái thứ nhất. Và cái cách mình chơi thì mình hay đánh theo cái xu hướng gọi là điểm phiên cầu. Nó ra cho mình một cái kết quả rất chi là uy tín luôn anh em nhé. Rất chi là uy tín và ok. Cho nên anh em có thể tham khảo như tiếng con 11 anh em có thể bắt cho mình là 2 đi. Mới ra lại 1 đi thì tiếng này khả năng theo cái xu hướng cầu. Mình sẽ bắt cái đi nữa là cái đẹp nhất anh em nhé. Thì anh em cùng chờ đợi xem là tay này có chuẩn xác mình có được bú không. Anh em cùng chờ đợi cùng mình anh em nhé. Bú tiếng này là nó ngon cơm luôn anh em ạ. Chơi thì cứ tự tin chiến đấu thôi này. Hai củ ba thì các con vợ cùng chờ đợi mở bát cùng mình xem nó phát này mình có được IA cờ bú không anh em nhé. Xem nó có ô ok không thì em cùng chờ đợi để mở bát đây anh em ơi. 52 rồi. Ui dồi ôi, 52 mới đâu anh em ạ. 52 ra 4 thì chịu rồi, vẫn là con 11 anh em ạ. Vẫn là con 11 anh em ạ. Hơi tiếc một tí đúng không anh em ơi. Gọi là hơi tiếc một tí nhưng mà không sao. Thua keo này ta lại bày keo khác, kép 11 khả năng bắt con đi là đẹp luôn này. Kép 11 vừa đi phát này, mình lại bắt đi phát nữa anh em nhá. Tự tin hai bên vàng cái 3 mét luôn anh em ạ. Tự tin hai bên vàng cái 3 mét, biết đâu phát này lại bú cái hũ anh em nhỉ. Thì nó lại gọi là ngon cơm ngay đúng không anh em. Thì anh em cùng chờ đợi cùng mình nhá, xem nó phát này mình có được IA cờ bú không. Mình đánh một bên 3 mét, hai bên đều 3 mét anh em ơi. Vào phát này đều tay nhá, đều tay hai bên đều 3 mét này. Xem nó có lụm không anh em nhá. Ba ngon ngay. Uy tín luôn anh em nhá. Một phát lụm còn bên này nữa anh em ơi. Bên con MD5 này mà lụm nữa thì gọi là ngon cơm ngay đúng không anh em. Cứ thế thôi. Cứ thế thôi. Anh em thấy ngon không anh em? Còn mình chơi thì thật sự với anh em là mình thấy con này khá là uy tín và ngon luôn anh em ạ. Anh em thấy mình đánh nãy giờ cứ phải gọi là bú đều. Đúng anh em ơi, cứ phải gọi là bú đều anh em nhá. Cho nên là để mà anh em, để cho anh em chơi hay là anh em tham khảo thì mình thấy gọi là được anh em ạ. Gọi là chơi được, tham khảo được, rất là xứng đáng để cho anh em có con vé gọi là chiến đấu anh em ơi. Tầm này mình cứ gọi là tự tin thôi, phang hai bên cho nó rực rỡ luôn anh em nhá. Một bên 7 lốp và một bên 1 mét thì các con vợ cùng chờ đợi xem là phát này có bú tiếp không. Còn mình nghĩ là bú thôi, cứ chuẩn theo cầu, chuẩn theo công thức thì cái tỷ lệ mình bú nó sẽ cao và rất chi là ổn rồi anh em ạ. Xem là phát này có lụm tiếp không anh em nhé. 7 slope anh em ơi. Chiến đấu chơi thì cứ thế thôi. Xem là phát này bú không anh em nhé. Ngon cơm chưa? Uy tín luôn đúng không anh em ơi. Phải là uy tín tạo nên thương hiệu của Long rồi anh em ạ. Chuẩn cầu chuẩn kèo là lụm thôi. Chuẩn cầu chuẩn kèo là lụm thôi. Đơn giản như là đán rổ luôn anh em ơi. Lụm luôn còn gì nữa anh em ạ. Lụm luôn còn gì nữa. Ok anh em nhé. Anh em thứ hai thì cho mình xin một like, một share cũng như là một đăng ký kênh anh em ạ. Tầm này thì chắc là sẽ vào nhẹ thôi anh em ạ. Tầm này bắt cầu thì sẽ vào nhẹ, cứ theo cầu bẹt đi. Cầu bẹt đang đẹp mình cứ theo bẹt, cho mình vào nốt bẹt phát này. Còn bên này thì chắc là 90 này. Bắt tiếng đi là đẹp. Cứ thế thôi anh em nhá.
Tầm này mình đánh nhẹ thôi em ạ, đánh một hai tay nữa là cũng đôn kèo rồi. Tại vì khi chơi thì lúc nào cũng thế thôi, anh em biết điểm dừng, anh em dừng thì lúc nào nó sẽ ngon hơn là việc anh em đánh rất tham anh em. Phát này 315 và 5 lốp thì các con vợ cùng chờ đợi cùng mình. Xem là mình có được lụng không anh em nhá. Cứ thế thôi anh em ơi. Xem là có lụng không anh em ơi. Anh em cùng chờ đợi cùng mình nhá. Ok cho anh em, vẫn cứ phải gọi là bú anh em ạ. Vẫn cứ phải gọi là bú anh em ơi. Năm rồi. Úi giời. Biển này thì gọi là ra con 10. Thôi anh em ơi, vã với con xanh đi anh em ạ. Chắc là sẽ tự tin gọi là chiến đấu với con xanh này anh em nhá. Tầm cầu này 3, 6, 8 rồi. Vẫn bắt tiếp cái ở anh em ạ. Thế cho nhanh. Không phải phờ lo phờ lắng đi. Chắc là mình cũng đánh nốt tiếng này thì chắc là mình cũng nghỉ thôi đây anh em ạ. Tại vì tầm này thì mình cũng cái lợi nhuận của mình nó thuộc vào, gọi là mình thấy cũng là ổn rồi thì khéo nốt tiếng này thì mình nghỉ, thì anh em cùng chờ đợi mở bát của mình thì tiếng này xem nào mình có gọi là được lụng không anh em nha. Cứ thế thôi anh em ơi. Chuẩn cầu chuẩn kèo là lụng rồi thì anh em cùng chờ đợi nốt vắt cuối này xem nào có bú không anh em nhá. 65k vào đây. Xem nào ô scale uy tín không anh em ơi. Mở bát nào, mở bát nào. Hai con một thì xong luôn anh em ạ. Ôi dồi, 6-5. Gãy cầu phát này rồi anh em ơi. Gãy cầu phát này rồi anh em ơi. Thì chắc là cũng nghỉ thôi anh em nào. Chắc là tầm này thì cũng khéo lắm cũng nghỉ thôi anh em ạ. Thì thật sự là ngày hôm nay cũng bù gọi là sương sương, tầm này cũng gọi là mình thấy khá là ổn áp và uy tín trên TDTC rồi. Con này thì thấy một cái đây rất là ok để cho anh em cũng như là chiến đấu và có thể gọi là kiếm cơm, mà chứ con này là ổn áp anh em ạ. Thì anh em có thể tham khảo anh em nhé. Còn giờ thì mình chắc là cũng kết thúc video thôi. Còn anh em mà thấy video này hay, uy tín và ok thì anh em gọi là tặng mình xin một like, một share cũng như là một đăng ký anh em nhé. Còn giờ thì mình bye bye anh em. Chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và mọi người ở những cái clip tiếp theo anh em nha. Tạm biệt anh em.